Rồi, xin chào anh em. Mình đang ở xưởng. Đây là lần quay video thứ mấy nhỉ? Thứ năm. Đây là lần quay video này là mình làm tới lần thứ năm rồi. Mấy lần trước toàn quên này quên kia tại lâu không có làm. Thôi cố gắng làm lại lần nữa. Lần này không được nữa thôi, chia tay. Thì video này hướng dẫn cho anh em gắn cái xài cái phụ kiện cái ổ khóa với lại cái tay nắm này, mình nói ngắn gọn thôi nha. Thì đầu tiên là cái tay nắm đi. Tay nắm này ở ngoài tiệm vật tư có bán hết á, nhiều mẫu lắm, nó cũng phổ thông, nó cũng rẻ. Thì bên cạnh cái bản lề với lại cái ray hộc kéo thì tay nắm và cái ổ khóa này là những cái phụ kiện căn bản. À, nhưng mà ví dụ như cái tay nắm này anh em lần đầu gắn nó có chút khó khăn, đó là nếu mà khoan không có chính xác hai cái khoảng cách hai lỗ này á thì gắn không có vô. Mình chỉ anh em một cái mẹo, thay vì anh em đo trên cánh cửa này rồi lấy mực lấy dấu đồ khoan rồi gắn, lỡ nó có sai thì hư cánh cửa mất. Bây giờ anh em lấy cái dấu cho mình trên một cái tấm gỗ như vậy đi. À, khoan sẵn đúng không? Lỡ có sai thì không sao, khoan lỗ khác thôi. Mình lấy mực mình cũng phải kê vô vậy thôi. Cái khoảng cách để lấy mực này từ mép này vào vô cái tay nắm này á, mình thường chừa 3 phân đó. Trên xuống cũng 3 phân nhưng mà cái này là không đủ 3 phân này. Cho nên anh em nhìn nó không cân đối. Có như đúng 3 phân đi. Thì mình hay làm như vậy. Đối với những cái tủ tay nắm nằm phía trên này. Có người thì gắn tay nắm như vậy luôn cũng được. Tùy kiểu. Đó. Thì anh em lấy làm cỡ này ha, cỡ này kẹp vô, kẹp đây. Đó, mình kẹp như vậy. Kẹp như vậy. Mình kẹp thêm miếng này. Ở trên mạng thì có anh em bán những cái cữ, anh em gắn vô cánh cửa này. Có những cái cữ đó để anh em khoan những cái lỗ tay nắm luôn. Nhưng mà trường hợp mình không có đi, hoặc là mình đi công trình hay là gì đó, thường thì mình làm cái cữ bên ngoài thôi, nó khoan vô. Còn mình kẹp như vậy á, để không bị cái tình trạng là khi mà anh em khoan qua một lỗ thì bề mặt trên mặt trước á nó không có bị mẻ, nhưng mà cái mặt sau á, mặt sau nó sẽ bị như vậy, tét tét ra đây, hoặc là nó mẻ nè. Thì khi mà mình kẹp cái miếng đằng sau vậy nó sẽ không bị mẻ. Rồi khoan qua ha. Đây là cánh. Đó, trước sau thì nó không có bị mẻ. Khi mà mua cái tay nắm này ngoài tiệm á, anh em nhớ nói người bán lấy cho mấy con vít bắt tay nắm nè. Mấy con vít này thì nó dài 22 ly á. Thì cái mũi khoan anh em dùng để khoan cái lỗ đưa con vít này vô á thì xài mũi 4 ly nha. Chứ 3 ly mồi là nó nhỏ quá, con này không vô được. Thì xài 4 ly. 4 ly thì vừa đủ. Nhưng mà mình thường xài mũi 5 ly. Tại vì khi 4 ly khoan vô á là nó vừa bót luôn. Nhét con vít vô nó bót lắm. Lệch chút xíu thôi là anh em gắn không được. Là khi đó lại phải ngoáy ra cho cái lỗ nó bự bự ra chút. Thì thôi giờ xài cái mũi 5 ly luôn. Đó, cho nó thoải mái chút nè, thấy không? Xài mũi 5 ly luôn nha. Làm một cái cỡ bên ngoài. Tránh thiệt hại khoan sai trên cánh cửa là thôi, thua luôn.
Còn khoan sai chén này mình khoan lại. Chuẩn rồi, cặp vô. Khoan, lấy tay nắm là nó mới đều. Thì bao nhiêu cánh thì anh em cứ cặp vô vậy thôi là nó đều. Đó là phần tay nắm. Tay nắm này ngoài bán cũng mười mấy ngàn à, mười mấy hai chục ngàn. Còn cái ổ khóa, cái ổ khóa này, ổ khóa Ivan bán ngoài bán lẻ cũng 20 ngàn cái à. Nóng đổ mồ hôi. Quay lần thứ 5 rồi luôn. Thì ổ khóa này á, nó có cái dài cái ngắn này. Cái này dài này, cái này ngắn này. Khi mua thì nó có một bộ vậy luôn. Thì cái hộp, cái ổ khóa, cái đầu ngắn vậy á, cái đầu ngắn thì là để gắn cho cái mặt hộc nó có một tấm mà nó đủ khoảng cách chiều cao này. Vô với tấm ván 17 à, thì cái khoảng cách chiều cao nó đủ này, cái mặt hộc thì mình gắn ổ khóa được. Còn đối với những cái mặt hộc mà khoảng cách chiều cao, cái mặt hộc với cái hộp kéo á, nó sát nhau luôn đó, thì phải xài cái dài này nó mới đút qua hai tấm được. Xài cái dài này đó. Hai loại nha anh em, xài cái nào mua cho đúng loại. Thì cái ổ khóa này nó sẽ có một cái phụ kiện này nữa, đây là cái gài, cái khóa gài á, gài lại cái lưỡi này. À, mua nhớ kêu ta lấy cho cái này nữa. Còn trường hợp mà không có cái này á, thì xài anh vít gài lên trên thôi. Đây là cái mũi để khoét cái lỗ ổ khóa là 20 ly. 20 ly là anh em đủ khoét rồi. Trong trường hợp mà anh em lỡ khoan cái mũi nhỏ hơn, thí dụ như 20 mới đúng đi, nó mới lọt cái ổ khóa qua. Cái này nó mới lọt qua cái lỗ khoan 20 thôi. Nhưng mà anh em lỡ khoan có 18 ly à, lỡ khoan cái lỗ nhỏ quá thì đút cái này nó không vô. Đút này không vô mà lấy cái mũi bự hơn để vô, nó đâu có chân đâu khoan. Đúng không? Nó không có chân để khoan. Thì chỉ anh em một cái mẹo nữa. Khoét cái lỗ nó bự ra thì mình lấy mũi lớn á, mình khoan trên một cái phôi này nè, rồi cặp vô cái lỗ nhỏ. Cũng kẹp vô vậy luôn. Rồi mới xài cái mũi lớn này khoan thì lúc này nó mới có chân nó khoan được. Đó, xui xui lấy nhầm cái mũi tại nó chênh nhau không nhiều đó. Mình đã bị rồi mà không biết, không nghĩ tới cái này là ngồi chỉnh cả ngày luôn á. Rồi ok, thì cái ổ khóa nó cũng chỉ như vậy thôi. Anh em cứ bắt thử đi, bắt thử cái ổ khóa nè, bắt thử cái tay nắm nè, làm cái cữ hết như vậy nó mới lẹ. Rồi bữa nay mình mượn máy quay thôi, để quay đỡ cái video cho anh em coi. Rồi chừng nào có máy mới thì mình sẽ làm video tiếp. Tại để cũng lâu rồi, cả tháng rồi không làm. Rồi vậy nha.